Alo, anh bên chuyển phát nhanh Gen đi. Em có đơn hàng em xuống cổng nhận giúp anh nhá. Anh ơi, em đang học không ra ngoài được đâu. Anh mang vào lớp cho em nhá. Mang vào kiểu gì được hả em? Em không biết, thôi anh tự tìm cách đi nhá. Bây giờ khoảng cách từ đây vào đấy là khoảng 11 viên gạch. Vị trí là khoảng 7 mét. Vận tốc mình đi khoảng 5 km/h. Tính ra ấy, theo công thức sẽ là khoảng cách trên vận tốc là 0,07 chia cho 5 bằng 0,0014. Quy ra đây là 5,04 giây. Tức là chỉ có 5,04 giây để mình phi vào căn phòng đó. Mình làm được. Thế bây giờ anh ra ngoài kiểu gì? Anh không ra ngoài được đâu. Thầy này khó tính lắm, không cho ai ra ngoài dưới giờ cả. Thế bây giờ thì hết giờ. 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa.